Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Mùa này là mùa ươm cây rất là nhiều thì em lại xin phép được giới thiệu lên các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu bầu đen ươm cây bên nhà em nhé. Hàng này thì các anh các chị lưu ý nó là không phải là hàng C nhé. Nó sẽ mỏng hơn vàng C mà nó sẽ không có cái vành như này. Ở trong Zalo số điện thoại gồm có là 0915882513 thì em có báo size chi tiết. Và ở trên đây thì em cũng sẽ báo cái số cân ở trên bao và cái số lượng tổng số cái chi tiết cho các anh các chị luôn nhé, cũng như là số size thì các anh các chị có thể chia tạm xem là cái số lượng ra nó là bao nhiêu cái một cân nhé. Ở đây thì cái bầu 18-16 thì là một bao là 18,5 cân và được 2.500 cái. Cái bầu 16-14 thì là 14 cân sẽ được 3.000 cái. Các anh các chị chia giúp em nhé, xem một cân nó được bao nhiêu. Cái bầu này 30-28 thì 26 cân sẽ được 800 cái. Nó càng to thì nó sẽ càng ít cái số lượng cái đi. 26-21 thì nó sẽ được 20 cân sẽ được khoảng 1.000 cái. 28-25 thì 24 cân sẽ được 1.000 cái. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng cây, các chị lấy bầu to hay bầu nhỏ nhé. Thì cái hàng bầu to này nó sẽ vào 55.000 một cân. 10 cân em bao ship nha. Còn dưới 10 cân là các anh các chị tự giả phí ship. Bầu 40 x 33, 21 cân sẽ được 200 cái. Đấy là một số mẫu cái bầu size to. Còn ở bên kia thì nó sẽ có bầu size nhỏ. Nó từ tầm 16-14 giờ xuống thì nó sẽ là 60.000 một cân. 10 cân em bao ship nha. Cái hàng bầu nhỏ thì nó sẽ được rất là nhiều. Nên các anh các chị mà dùng thì lưu ý cái số lượng bầu. Size 13 x 12 này, 14,5 cân sẽ được 4.500 cái các anh các chị nhé. Cái size nhỏ hơn là size 10 x 10, 15 cân thì là sẽ được 8.000 cái. Video ngắn vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa mới giới thiệu đến các anh các chị một cái mẫu bầu ươm cây. Hàng này là hàng rẻ, không phải là hàng C nhé. Các anh các chị lưu ý giúp em và hàng này là hàng bán ký. Rất cảm ơn các anh các chị đã luôn đồng hành ủng hộ vật tư nông nghiệp Thùy Nhung. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau.